Thưa quý vị, thời gian qua, việc chăm lo đời sống cho đồng bào cơ tu là một trong những nhiệm vụ được thành phố Đà Nẵng quan tâm triển khai. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, các cấp các ngành luôn dành nguồn lực để hỗ trợ cho các hộ gia đình khó khăn để đồng bào cơ tu ở các xã miền núi Hòa Vang được đón một cái Tết đầm ấm, an vui. Đã thành thông lệ hàng năm, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, lãnh đạo thành phố lại về với đồng bào cơ tu ở hai thôn Tà Lan, Giàng Bí, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang để trò chuyện, hỏi thăm tình hình đời sống của bà con. Những suất quà Tết được trao tặng tay cho các hộ gia đình khó khăn không chỉ là sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực, mà còn là nguồn động viên để đồng bào cơ tu vươn lên trong cuộc sống. Thành phố của huyện Hòa Vang thì luôn cũng là rất chăm lo đời sống của bà con. Trong 3 ngày Tết này là không cho người nào thiếu và không cho người nào đói, để lúc nào cũng là quan tâm cho đời sống cho bà con đồng bào dân tộc cơ tu. Trước tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, đời sống của đồng bào cơ tu cũng gặp không ít khó khăn. Chính vì vậy, việc chăm lo Tết cho bà con càng được thành phố quan tâm, đảm bảo để mọi người được đón xuân đầm mới, đủ đầy, an vui. Thành phố sẽ có một suất quà cho tất cả các bà con là hộ đồng bào dân tộc cơ tu và người Hoa tại Hòa Ninh. Riêng đối với lại các hộ cận nghèo cũng như các hộ khó khăn thì thành phố chủ trương thì sẽ giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp có một cái phần quà để mà cho bà con vui xuân đón Tết. Ý thức được nguy cơ lây lan COVID-19 vẫn luôn tiềm ẩn, nên năm nay các nghi thức lễ hội truyền thống đón Tết Nguyên đán của đồng bào cơ tu cũng được tinh gọn, đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Dịch bệnh này là họ không tập trung đông người, nhà nào thì nhà nấy ở, không tổ chức ăn nhậu, không đi lung tung, lúc nào là phải là đeo khẩu trang cho người. Ví dụ người nào là khi họ treo cái bảng bị cách ly thì không tiếp xúc với người đó, chấp hành của dân như vậy. Không chỉ quan tâm hỗ trợ cho đồng bào cơ tu vào mỗi dịp Tết, thành phố đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nơi đây. Giải quyết việc làm và phát triển kinh tế là những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp, các ngành chú trọng, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.